Mời mọi người đến với cặp đôi đặc biệt nhất của chợ chó Rockefeller Govy Hà Nội. Đợt này thì cả ba đệ Marvin, Loki và Bruno đều có vợ trong tháng 6. Marvin ghép với chó cái Nhập Dina. Vợ Marvin là trẻ nhất, chưa sinh sản lần nào, nghe thì ngon ăn đấy. Nhưng mà cuối cùng Marvin lại là đứa mà số nhỏ nhất. Gặp được cô vợ trẻ muốn yêu nhưng mà không muốn có con. Dina thì là mang trong mình dòng máu bố của Dina, đằng nội là những cái con Rottweiler dòng máu working top của thế giới, cả bố và ông nội, nó là cả một dòng họ. Thì vẫn hẹn mọi người là khi nào mà cái đàn này có con thì trại sẽ giới thiệu chi tiết về cái gen giống nhà Dina. Đây. Marvin với cô vợ trẻ này thì Marvin bị cắn rất nhiều lần. Bản lĩnh lì lợm như Marvin cũng phải chào thua. Dina thực sự là một con Rottweiler quá là cá tính. Nếu mà chỉ là vờn nhau hay là nhảy lên, Marvin có nhảy lên thì Dina vẫn rất là ok hợp tác. Nhưng chỉ cần có thỏi son mà chạm vào hoa của Dina thì Dina sẽ bật ngay lập tức, quay lại là vả luôn. Cả lần trước và lần này đều như vậy. Dina có thể nói là một cái cô vợ mà không biết chiều theo kiểu như thế nào. Chỉ muốn yêu thôi, không muốn có con. Âu yếm thì được, nhưng mà léng phéng mà muốn đi bước thêm, tiến thêm bước nữa là vả ngay. Thế chứ đệ, thương thằng đệ. Bản lĩnh của Marvin thì mọi người theo dõi, yêu thích Marvin thì xem các video thì có thể biết được Marvin nó là cái con như thế nào. Cực kỳ bản lĩnh, tì đè, không e ngại bất kỳ một cái vấn đề gì, không e ngại một con cái nào. Nhưng mà với Dina thì có lẽ là nó cả lần trước và lần này có lẽ Marvin phải bị Dina cắn cho khoảng chắc khoảng 50 lần. Nó quá nhiều rồi. Nhưng Marvin vẫn không từ bỏ. Nhưng cái tinh thần mà khi mà cứ chạm nhẹ vào một cái là quay lại, là người yêu quay lại vả ngay, thì khó lắm. Trại vẫn thử để cho chúng nó làm việc với nhau trước, chứ không muốn Dina sau hai lần lấy chồng mà vẫn còn nguyên zin. Lần trước cái tình trạng cũng y xì như thế này. 4 tháng trước, 5 tháng trước, lần ấy thì là Dina bầu nhưng mà Dina bị sảy thai. Khoảng ba mấy ngày thì teo thai, có chạy có video về cái đàn đấy rồi đấy. Đây. Người hỗ trợ cũng không ăn thua gì cả. Dina thì có một cái bộ khung nó này quá khỏe. Và trong cái trường hợp này khi mà với cái cá tính như vậy thì không có kiểu gì để người hỗ trợ được. Mọi góc cạnh Dina đều có thể quay lại bật được, cong người lên để ngoái lại đằng sau để cắn. Thằng đệ số nhỏ.
Thôi thì rồi sẽ bù đắp cho thằng đệ ở đợt lấy giống cuối năm cho thằng đệ Marvin những cái cô vợ mà muốn sinh con. Này, mọi người xem, Dina rất là hợp tác, rất là hợp tác, nhưng mà Marvin thì là biết là chỉ cần chạm vào một cái là sẽ bị quay lại, sẽ bị ăn tát ngay. Thành ra là vừa nhảy lên nhưng mà vẫn phải trên tinh thần đề phòng, luôn phải đề phòng. Dina sẽ vả. Dina có thể nói là cô gái độc đắc của trại Rugby. Còn cá nhập hai lần lấy chồng mà vẫn còn zin. Marvin thì số nhỏ nhất ở trong ba anh em của trại. Và cũng như lần trước là buộc phải sử dụng đến cái biện pháp hỗ trợ. Đứa nào sướng phần của đứa đấy. Đấy. Hai đứa rất là quý nhau. Vần nhau này kia, một đứa vào trong thì một đứa hóng. Vần nhau âu yếm thì Dina ok, nhưng mà cứ nhảy lên, Vin nhảy lên cũng vẫn ok, nhưng mà cứ chạm thì là chạm vào hoa là Dina sẽ quay lại, Dina bật. Chủ phải thi triển công phu sẽ chỉ luồn kim để hy vọng là sẽ có hậu duệ của cặp đôi này. Cuối năm có cặp đôi này thì có 4 năm, có tổng cộng là 6 người đang thì chờ, bản thân trại mình cũng chờ, bởi vì Dina là cái con cái đầu tiên mà mang trong mình cái gen trội của cái dòng máu quốc kinh, cái bộ khung vô cùng khỏe các bạn. Nếu các bạn mà để ý cái video lần lấy giống trước của Dina và Marvin thì mọi người sẽ thấy được là khi mà Dina đang nằm, Marvin hơn 50 cân nhảy lên người, nhưng Dina vẫn đứng được người dậy, nâng cả Marvin lên, thì mọi người có thể tưởng tượng được là cái chân của Dina khỏe như thế nào. Và cái cặp đôi này thì không có cách nào khác, buộc phải để chúng nó là có con mà chưa động phòng. Thằng Marvin tưởng ngon ăn, được lấy được vợ trẻ, cá nhập, cho chơi với nhau từ bé để làm quen, nhưng cuối cùng lại vớ được cô vợ là chỉ muốn yêu thôi, không muốn có con. Dina is Rosalus Senenio. Một nửa dòng máu quốc kinh và một nửa dòng máu chó đẹp. Và cho kết hợp với Marvin để hy vọng sẽ có một cái đàn chó con. Sẽ có những cái con chó ra sân thi chó làm việc, hoặc ít nhất là sẽ có những cái con chó rất là thông minh. Cái này thì cũng hy vọng là các cái con cái của cặp đôi này nó sẽ không có cái cá tính mạnh đến mức như là Dina. Nói Dina có cá tính mạnh là bởi vì là nếu mà chủ mà kiểm tra hoa, sờ vào hoa của Dina thì Dina rất là ok, không có phản ứng như nào cả. Nhưng mà đực mà cứ nhảy lên thì là Dina sẽ vã ngay. Thế mới nói là đây là một cô gái cá tính mà chỉ muốn yêu thôi, không muốn có con. Số thằng đệ Marvin không phải là nhỏ,
mà là quá nhỏ với hai lần. Hai lần gặp nhau bị vợ cắn cho khoảng 50 lần mà vẫn không được làm gì. Cuối cùng là vẫn phải dùng đến bàn tay vàng của chủ hỗ trợ. Cái việc mà Dina không chịu như thế này thì có lẽ là nó sẽ do cái tính cách, cái sự đề phòng cao độ. Bởi vì Dina, cá tính của Dina vô cùng đề phòng, không đề phòng với chủ mà đề phòng với những con chó khác. Thì hy vọng là ở cái lần thứ 3 sau khi mà Dina đã sinh sản rồi thì cái cá tính này nó sẽ thay đổi đi. Chứ nếu mà cứ như thế này, mỗi lần lấy giống là một lần mệt mỏi, rất là nhiều công phu. Dina là con cái đầu tiên mà Rogalegavi gặp cái tình huống như thế này. Như Dina là đầu tiên. Những cái con cái mà nó lấy giống lần đầu ấy thì nó sẽ có một cái sự e ngại, nhưng mà nó cũng không cái đến cái mức mà không thể nào mà hỗ trợ được. Dina là bật bằng mọi cách Dina có thể bật. Đỡ thì Dina oằn người, hoặc là gửi con đực, hoặc quay lại cắn con đực. Tức là cái bộ khung của Dina nó quá khỏe và không cái kiểu gì để giữ được. Hai người giữ hai chân, một người giữ đầu cũng không giữ được Dina. Cong người rồi nằm ngửa, nghiêng ra rồi các thể loại để mà tránh cái việc phối giống. Dina lần này thì lên giống sớm hơn so với dự định. Sau khoảng tầm 4 tháng từ cái lần lấy giống trước, 3 tháng rưỡi, 4 tháng tầm đấy. Và đợt này lấy giống khi mà Dina vẫn chưa thay lông xong. Bình thường thì con cái sau khi nó thay lông xong, cái bộ lông đẹp nhất thì khi ấy là cái đến cái đợt lên giống. Như ở lần này thì Dina đang thay lông dở. Rất là dịu dàng, nết na với chủ, nhưng với người lạ thì cực kỳ là cá tính và độ đề phòng rất cao. Đấy là cái tính cách của Dina. Đề phòng thì tất cả các con rốt nó đều đề phòng, nhưng Dina là đề phòng cao. Khi nào mà các bạn mà gặp những cái con chó như thế thì các bạn sẽ hiểu, chứ diễn tả thì nó khó lắm. Nói thì nó khó, ai mà gặp Dina rồi thì sẽ hiểu. Hoặc là ai nuôi những cái con chó mà cái độ đề phòng của nó cao thì sẽ hiểu. Thường là những người chơi chó quốc kinh thì rất là mong muốn cái tính cách như vậy, cái độ đề phòng cao và độ ham hố cao và ham vận động. Tất cả những cái đấy Dina đều có. Hy vọng là trong năm 2022 Gavi sẽ có một team để huấn luyện các cái con chó của trại. Cảm ơn mọi người đã theo dõi các video của Rookler Gavi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Thank you and see you again.